Sài Gòn đang bước vào mùa Noel. Không khí lễ hội bắt đầu xuất hiện ở các xóm đào, các nhà thờ và các trung tâm thương mại. Các tiệm bán thiệp Noel, bán đèn trang trí, bán cây thông và những sợi dây kim tuyến đã bắt đầu mọc ra gần các khu vực nhà thờ, gần đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, v.v. Để thu hút du khách cũng như là khách hàng đến mua sắm, các trung tâm thương mại ở quận Nhất đã trang trí đèn và các hình tượng về Noel rất là đẹp mắt. Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn ở quận Nhất, gọi là Sài Gòn Center, nằm ngay góc đường Pasteur và đường Lê Lợi. Bây giờ mình đi vào bên trong để quay cho các bạn xem. Đây là các gian hàng bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, đầy đủ các loại hiệu nổi tiếng trên thế giới. Nhiều mặt hàng đã bắt đầu giảm giá và có tặng kèm theo quà để thu hút người mua. Khi gần đến ngày lễ Giáng sinh thì giá càng giảm mạnh, nhất là tuần lễ cuối cùng. Không gian rộng lớn ở giữa trung tâm thương mại được trang trí rất là đẹp mắt. Không có năm nào giống năm nào. Năm nay trang trí rất là lạ và hay, một cây Noel lớn ở giữa cùng với một vòng quay cho các em nhỏ và một chỗ để các em có thể viết thư cho ông già Noel.
Ông già Noel được các em tin rằng sống ở Bắc Cực, hàng năm nhận được hàng ngàn lá thơ từ các em khắp nơi trên thế giới viết về để xin quà. Với phép thuật tài tình của ông già Noel cùng với hàng trăm chú elf khéo léo và nhanh nhẹn, làm quà suốt một năm trời để kịp đi phân phát vào đêm Noel. Đến với các trung tâm thương mại lớn, các bạn mới cảm nhận được sự tưng bừng rộn ràng và vui nhộn của ngày lễ Noel đang đến gần. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến thăm khu chợ Bến Thành để xem mùa Noel ở đây như thế nào nhé. Ở bên ngoài chợ thì mình cũng chưa thấy có trang trí gì cho ngày lễ Noel. Một người bán hàng gánh trái cây, thấy có măng cụt, vú sữa, nhãn và xoài, bán cầu. Ở bên trong chợ thấy cũng bán các mặt hàng như thường xuyên, không có gì lạ.
du khách vẫn đi tấp nập. Đây là gian hàng ẩm thực, thấy có bán đủ thứ các loại thức ăn, các loại chè, nước uống, nước mía, nước dừa. Đặc biệt nhất là các gian hàng bán trái cây tươi ở đây lúc nào cũng trang trí thật là đẹp mắt, nhìn rất là ngon. Một gian hàng bán bún và bánh canh cùng với lại các loại chè tráng miệng, nhìn rất là ngon và hấp dẫn. Các gian hàng bán cà phê trà và bánh mứt. Có rất nhiều các gian hàng bán đậu hạt điều, đậu hạt nhân, hạt sen, đậu phộng. Một người bán trái cây gọt sẵn, ướp lạnh, thấy có cóc, đu đủ, dưa hấu, củ sắn, xoài. Đây là một gian hàng bán bún riêu 50.000 một tô. Một tô bún riêu có đầy đủ, có riêu cua, đậu hũ, miếng huyết và nước dùng rất là đậm đà và ngon. Có nước chấm mắm tôm, nước me và ớt, dưa muống bào và giá cùng với rau thơm. Buổi tối các bạn có thể đi tới các xóm đạo nổi tiếng như là xóm đạo Phạm Thế Hiển, quận 8, xóm đạo Gò Vấp và các nhà thờ Công giáo ở đây. Nhà nhà đều làm hang đá và trưng bày đèn, có khi cả một khu xóm trưng bày rất là đẹp. Buổi tối, không khí Noel ở các trung tâm thương mại lại càng nhộn nhịp và rộn ràng hơn nhiều. Các đèn màu lấp lánh và các trang trí cho lễ Giáng sinh thật là đẹp.